xé nhãn number one Dr. Thanh Câu Độ. Và nhắn tin để có cơ hội trúng ngay 3 điện thoại iPhone 6S Plus mỗi ngày. Đồng thời có cơ hội trúng hàng triệu chai nước giải khát miễn phí. Xé nhãn liền tay, uống ngay trúng lớn. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình quay số trúng thưởng xé nhãn liền tay uống ngay trúng lớn. Xin được giới thiệu đến quý vị bạn Phạm Hoàng Vũ, đại diện người tiêu dùng, sẽ giúp cho chúng ta quay số để tìm ra được ba khán giả may mắn nhận được ba chiếc điện thoại iPhone 6S Plus Gold. Mời bạn bắt đầu. Xin được chúc mừng mã số DGFZH7T7 theo ba số cuối 173. Mời bạn tiếp tục. Chúc mừng mã số XMKP7H82 thay ba số cuối 567. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại một chiếc điện thoại iPhone nữa mà thôi. Mời bạn. Xin được chúc mừng mã số M8FK8ZBB thay ba số cuối 697. Cảm ơn bạn Hoàng Vũ. Xin được chúc mừng ba vị khán giả may mắn vừa rồi. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Mời quý vị khán giả đón theo dõi vào lúc 18:30 mỗi ngày để tìm ra được những chủ nhân của ba chiếc điện thoại iPhone 6 Plus Gold. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.